Hello, bên này xin trân trọng kính chào bà con và kính chào các bạn. Thưa bà con và các bạn, buổi tối hôm nay bên này là đưa một số cái tin ngắn ngắn là xung quanh cái cuộc khủng hoảng này. Thứ nhất là đưa tin về anh hề Zelensky. Thưa bà con và các bạn là như thế này. Vào chiều ngày hôm nay thì anh Hề này đã lên truyền thông nhà nước Ukraine là phát biểu, mặc dù là những cái tội ác nghiêm trọng đối với dân thường xung quanh khu vực Kiev đã được biết đến, nhưng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga vẫn phải được tiếp tục. Đấy. Và theo sự đánh giá của hai bên ấy, thì chúng ta cũng có thể biết thế này: các cuộc đàm phán căng thẳng thì đang được diễn ra dưới cái dạng là họ trực tuyến với nhau, dưới dạng trong video hoặc là ngồi họp trực tuyến. Về phía Nga ấy, thì nói với là Interfax phắc là chừng nào vẫn có chưa đạt được một cái thỏa thuận bằng văn bản cuối cùng ấy thì còn quá sớm để nói về một cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng, chứ đừng có nói là đến là giữa hai tổng thống. Tức là về phía Nga ấy, người ta nói là cái gì, khi nào đã hoàn tất các cuộc mọi cái thỏa thuận, mọi cái điều khoản đã được soạn thảo và đồng ý hai bên đồng ý xong xuôi rồi ý, thì người ta mới chấp nhận để cho ông tổng thống Putin ông mới chấp nhận gặp nhau. Đấy. Chứ còn là còn mà chưa ấy thì ông phía Nga bây giờ vẫn đưa ra một cái áp lực gọi là gì, chưa đạt được những cái gì thỏa thuận bằng văn bản giữa hai bên đi tới thống nhất ấy thì đừng có nói là gặp cấp ngoại trưởng, bây giờ gặp cấp thứ trưởng cho là tốt lắm rồi, ông nói thế. Thế thì ngay sau những cái bức ảnh gây sốc, gây chấn động toàn thế giới từ Bucha, thì Tổng thống Ukraine là Volodymyr Zelensky vẫn ngỏ ý muốn tiếp tục đàm phán với Nga, vẫn muốn ngỏ ý là muốn gặp ông Tổng thống, và ông nói rằng đây là khó khăn nhưng mà là lựa chọn duy nhất. Ông nói trên truyền hình nhà nước là như thế. Nhưng mà ông ấy đồng thời ông ấy cũng nói rằng bây giờ cũng thấy có một cái sự thật thà là ông ấy cũng nói rằng khó có một cuộc gặp cá nhân nào giữa ông ấy và Tổng thống Vladimir Putin. Nhưng mà trong đồng thời thì ông ấy cũng không quên là đưa ra một điều kiện là gì? Ông ấy cũng khẳng định là Ukraine cần được phải đảm bảo an ninh. Thế tuy nhiên lần này ông ấy chỉ nói là đảm bảo an ninh một cách ngắn gọn thôi, chứ không như là đề xuất của ông ấy về đảm bảo an ninh mà ông kiên quyết giữ từ đầu đến 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 từ lúc đề xuất ra bây giờ ấy, là gì? Đảm bảo an ninh gồm rất là nhiều nước lớn, rất nhiều nước có thành viên là thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là các nước lớn. Sau đó lại là cái này ở một cái rất là tại sao người Nga người ta không đồng ý. Người ta đồng ý ở cái điều kiện là Ukraine có thể gia nhập EU. Người ta đồng ý. Nhưng cái việc đảm bảo an ninh này ấy, thì nói chung là đàm phán mà ai cũng đưa ra cái điều kiện có lợi, đúng không ạ? Về phía Ukraine ấy, thì có một cái nói nào cho nó dễ hiểu nhỉ? Các nước tham gia bảo trợ để đảm bảo an ninh cho Ukraine ấy thì lại đồng nghĩa với một cái việc theo người Ukraine diễn giải ấy, thì đồng nghĩa với việc là đảm bảo an ninh cho Ukraine trước sự tấn công từ người Nga nếu có xảy ra trong tương lai, nhưng mà lại không phải là bảo đảm an ninh chung bằng cái hiệp định, mà không phải là gì, phải có sự can thiệp của quân đội. Đấy. Thế thì vì có sự can thiệp của quân đội thì bây giờ nếu mà bây giờ mà có đến 8 nước đảm bảo an ninh thì bây giờ là nếu người động binh một cái thì lại quân đội của 8 nước nó xuất hiện. Đấy, một cái thì một khi đã giấy trắng mực đen đã ký xuống rồi ý, thì có khác gì là lừa người Nga rằng bây giờ là ký xuống một cái
ký xuống một cái hiệp định là thừa nhận 7 hoặc 8 nước đảm bảo cho Ukraine đó là một khối liên minh quân sự khác. Thế vậy thì loại trừ được cái hiểm họa NATO, cái hiểm họa NATO chưa loại trừ được xong thì ông lại mua thêm một cái NATO khác. Đấy là như cái vấn đề là quan trọng là đường sau cái vấn đề là đảm bảo an ninh nó là như thế, cho nên là người Nga người ta không bao giờ người ta chấp nhận. Đấy, thế thì đến lần này thì nhiều mặt trận đã thất thủ liên tục. Với lại người ông ấy là cũng đánh hơi thấy người Mỹ bảo là có thể đưa ra cái điều kiện của người Mỹ là kiểu dỡ bỏ cấm lệnh vận cho người Nga ấy. Nếu mà mồm ông Zelensky nói ra như thế thì ông ấy sẽ tiến hành để dỡ bỏ, bởi vì cái sự cấm vận của người Mỹ đối với người Nga nó là ở cái có thời hạn trong cái cuộc chiến thôi chứ không phải là vĩnh viễn. Đấy, thấy người thấy được cái mùi thế thì có lẽ là ông ấy đoán được là người Mỹ bây giờ là gì, sau khi bơm thổi nổi tung lên phải đưa đến đỉnh điểm của cái sự lấy bằng mọi lý do này đưa cái mâu thuẫn nó lên đến đỉnh cao đi chăng nữa, rồi người Mỹ bắt đầu là buông tay dần dần, ý là thế. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa ấy, thì biên ải cũng nói thật là cái người Mỹ nói như thế một mặt là tát vào mặt ông Tổng thống Zelensky, đúng mày là cái thứ tay sai, bảo sao thì làm vậy thôi. Bây giờ người Mỹ mà người ta bảo xem Ukraine muốn gì và xem họ làm gì, nếu cần thì chúng tôi sẽ cho phép mà. Người Mỹ mà nếu là chúng tôi sẽ cho phép dùng cái điều kiện là Mỹ dỡ cấm vận với Nga, đúng là một mặt thì chỉ cho cả thiên hạ thấy bảo à cái thằng con trai của tôi đấy, bây giờ nếu mà tôi thích thì tôi cho nó cái đấy mà không thích thì thôi, kiểu như thế, hạ ngay cái vị thế xuống, nhưng mà mồm phải nâng vị thế người Ukraine lên bởi vì dùng được cả điều kiện của người Mỹ mà. Nhưng thực tế là hạ. Nhưng mà bên cạnh đấy không biết là ông ấy có hiểu được cái thâm ý đằng sau của người Mỹ không. Người Mỹ bây giờ rất là ngạo mạn dìm hàng người Nga đấy. Mày muốn tao mà cấm vận được ấy, mày phải cầu xin dỡ bỏ lệnh cấm vận ấy, mày phải cầu xin cái thằng Zelensky ấy, cái thằng hề ấy kìa. cái thâm ý là ngạo mạn chọc tức người Nga để người ta là làm sao, người ta nổi giận lên là bắt đầu là đổ bùng cho những cái cuộc chiến, rồi là xâm phạm xảy tay xảy chân vào đấy nữa, là đạn tên rơi đạn lạc qua biên giới một nước nào nữa là có cái cớ lên là mầm là động binh, phải không? Không thì bắt đầu là dồn người Nga đến một cái thế bí khác, chứ còn thực tế ra bây giờ động binh để trở thành một cái cuộc chiến tranh thế giới lớn thì không có đâu. Một khi mà bây giờ ông Mỹ ông đã sò tay vào mà cả Âu với Mỹ mà động binh với Nga thì cái mặt trận Trung Quốc thì ông ấy chết cứng, không còn không làm nào được nữa. Thế cái đấy là đơn giản thì mình cứ suy nghĩ thế thôi, nhưng mà nếu mà dồn được hai cái nước này mà vào trong một cái cuộc chiến tranh lâu dài, có nghĩa là người Nga bị xa lầy ấy, thì âm mưu của Mỹ và phương Tây thì là hoàn toàn có thể làm được, đánh cho người Nga suy yếu lụi bại đi đấy. Và đúng là cái mối thù truyền kiếp giữa phương Tây với Nga là bao giờ họ cũng muốn hạ bệ người Nga mà hàng thế kỷ, hơn thế kỷ nay rồi chứ có phải ít đâu, phải không? Và người Nga đã suy yếu đi thì những cái gì người ta tha hồ mà người ta sâu xé thôi, và cái thế giới này vẫn là trong trật tự thế giới của người Mỹ lãnh đạo, điều đấy đều chắc chắn, phải không ạ? Đấy đều là cái thông tin thứ nhất về anh này, anh ấy muốn đàm phán. Thưa với các bác, sau này em muốn bàn đến với cái chuyện, cái thông tin thứ hai là cái thông tin về người sau một cái cuộc họp rất là căng thẳng suốt 2 ngày thì tất cả các nước thành viên EU đã đưa ra thêm một cái lệnh trừng phạt mới đối với người Nga liên quan đến cái vụ gọi là thảm sát Bucha. Đó là EU quyết định cấm tất cả các thành viên nhập than từ nước Nga, nhập than ạ, chưa nói đến niken, đến titan, niken đến titan, đến và phân bón, đến các thứ khác, mà đặc biệt là không hề dám động đến chữ dầu và khí đốt, là nó là như thế. Bởi vì một cái lệnh nào đưa ra của EU đưa ra ấy, một cái quyết định nào được của EU ấy, phải được đầy đủ 27 thành viên đấy,
phải được đầy đủ 27 thành viên chính thức là đồng thuận hết, đồng ý hết. Chứ nếu mà có một nước không đồng ý thôi thì là không đưa ra được một cái nghị quyết gì cả. Thế thì bây giờ làm sao mà tránh được dầu? Dầu thì bây giờ là tí nữa em sẽ nói một cái khoảng cái dầu với cái khí ở một cái khía cạnh sau sau nữa, nó vui vui. Nhưng còn về riêng dầu và khí đốt ấy, thì nói thế này, người Đức bây giờ là phụ thuộc trầm trọng, mà Đức lại là nền kinh tế lớn nhất của châu Âu. Người Hungary 85% dầu mỏ và 65% khí đốt. Một số nước vùng Baltic hôm trước bây giờ vẫn trục xuất các nhà ngoại giao Nga, hạ cấp cái quan hệ ngoại giao xuống. Nhưng hôm mùng 2 thì tuyên bố là ngừng nhập không nhập, nhưng mà đến hôm mùng 4 là phải xin nhập trở lại và trả bằng đồng rúp. Nước Slovakia đã trả bằng đồng rúp. Nhưng Hungary thì không bao giờ là người ta từ chối cái nguồn cung cấp dầu này cả, bởi vì đấy là nguồn cung duy nhất. Một anh là nghèo nghèo nhưng mà là gì, đứng vào phe diều hâu mạnh mẽ nhất, lôi kéo và chỉ trích khắp châu Âu cùng với người Anh ấy, đó là anh Ba Lan. Thì anh ấy là có cái nguồn cung từ người Na Uy. Thì anh ấy tò mồm. Nhưng mà còn lại những cái nước cần phải nhập khẩu dầu nhiều thế này thì làm sao mà người ta dám? Đấy. Thế thì ông Pháp thì ông vẫn cứ phải nhập, nhưng mà ông ấy to mồm, ông ấy cũng thuộc cái hàng to mồm, ông bảo tiến tới là phải cấm, tiến tới là phải cấm. Người Đức phải cấm, phải ngăn chặn, nhưng không phải bây giờ. Thật, bây giờ cấm nhập khẩu than. À thế này, cái chuyện này cũng bình thường thôi. Nếu như cấm nhập khẩu than ấy, thì người Nga người ta lại có phải nhìn ra được một cái khía cạnh nhỏ như thế này nữa. Tất cả các nước đang nhập khẩu than của người Nga ấy, để mà chạy các loại máy phát điện. Thì các loại nhà máy phát điện nào ấy mà dùng khí đốt ấy, thì nó phải tăng công suất lên, lại phải tăng cái số lượng nhập khí, nhập khí đốt, dầu. Không còn cách nào khác. Anh không cho cái này hoạt động mà không có nguồn cung khác ấy, thì anh phải tăng công suất hoạt động của cái kia lên. Cái này thì xét cho cùng cũng chẳng đâu vào đâu cả. Vâng, thưa các bác, bây giờ là thôi. Thế rất là buồn cười, được đạt được một cái sự đồng thuận cao nhất là cấm vận than. Rất là hay. Và em đảm bảo với các bác, không quá một tháng nữa, thế nào người ta cũng phải bàn bạc với người Nga về cái chuyện nhập khẩu lương thực. Bây giờ một đồng minh mà có cái sản lượng lúa mì rất lớn của người Nga, đó là Kazakhstan. Ông ấy là lấy một cái lý do như thế này để ủng hộ người Nga này, bảo bây giờ cuộc chiến này gây ra khủng hoảng lương thực toàn cầu thế này, bây giờ người Kazakhstan là có sản lượng lúa mì lớn ấy, nhưng mà giữ an ninh lương thực, không xuất khẩu nữa, không cho xuất khẩu lúa mì nữa. Mất nguồn từ Nga, mất nguồn từ Ukraine, đã vào 30% cái sản lượng toàn cầu rồi, bây giờ mà mất luôn từ phía ông Kazakhstan nữa thì coi chừng những cái dạ dày từ châu Âu, và không dưới 70 triệu người châu Phi chết đói. Thưa các bác là như thế. Thế thì cái việc này thì cuộc chiến này càng ngày càng thấy nó cam go. Chúng ta cứ biết nhìn ở ngoài thì chúng ta bình luận như thế thôi, nó đến như thế nào nữa thì thì chúng mình lại càng có chuyện để vui với nhau. Tất nhiên không phải là vui trên nỗi cái đau thương mất mát của cái chiến tranh đâu, nhưng mà nhìn cái cách các ông lớn cư xử với nhau ấy, nó nhìn thấy thì con người là cái thứ sinh vật nhân đạo nhất, nhưng mà đồng thời cũng là cái thứ tàn ác nhất, vô nhân đạo nhất, cái gì con người cũng nhất cả. Và một bi kịch đã xảy ra đối với nước Anh, thưa các bác, thưa mọi người, là một bi kịch đã xảy ra với nước Anh. Nước Anh là cái con diều hâu lớn nhất, muốn xoán cả ngôi của người Mỹ trong việc là đối đầu với Nga. Thì việc này nè,
Xin lỗi các bác, là riêng cái khối Tây Âu ấy, bảo là nước nào đối đầu với Nga, nước nào ghét người Nga nhất thì đấy chính là người Anh. Thế là nói về các nước Tây Âu ấy. Thế trong cái cuộc chiến này họ là bao nhiêu cái thứ hằn học người Anh với người Ba Lan dồn cho người Nga khủng khiếp nhất. Thế thì cái sự trừng phạt lớn nhất đối với người từ phía người Nga dành cho người Anh ấy, người Nga đã từ hôm mùng 1, 29 hay là cái gì nhỉ, 31 hay là mùng 1 vừa rồi ấy, người ta đã cắt không cho người Anh mua khí đốt và dầu từ Nga nữa. Và bây giờ nó xảy ra một cái thứ gọi là thảm họa. Thảm họa nhẹ nhàng nhất là ở nước Pháp thì đã có một số bộ phận dân cư Pháp quay trở về đốt lò sưởi truyền thống. Nước Đức cũng đã bắt đầu giới hạn cái hóa đơn thực phẩm cho người mua sau những cái cuộc biểu tình. Cái này đã có rồi, là họ không đưa tin nhiều thôi các bác ạ. Thế ở còn bây giờ quay trở lại về vấn đề người Anh, có bây giờ muốn giới hạn hay không giới hạn em cũng thấy buồn cười. Người Anh bây giờ là đi tránh rét trên xe buýt các bác ạ. Tránh rét ở trên xe buýt và tiết kiệm về lò sưởi và thực phẩm. Đấy, cái này là không phải là em vẽ chuyện ra em đưa, em bừa đưa phứa đâu. Cái này là em được tiếp cận với cái thông tin này là ở cái đài, ở cái kênh truyền hình Sky News của người Anh ạ. Nhưng mà không biết là cái đoạn phóng sự này bây giờ nó còn ở trên kênh truyền hình nữa không. Có bác nào ở nước ngoài thì bác cứ xem, hoặc là một số người trong nước cũng cố lên xem lại. Thế những cái đợt do cái hãng Shell của người Anh ấy đã không được nhập, lớn nhất của người Anh ấy đã không được nhập khẩu dầu và khí đốt từ nước Nga nữa rồi. Thế bây giờ đương nhiên là cái sự phân phối, cái sự thiếu hụt kể cả nhiên liệu, năng lượng cho đến là lương thực, thực phẩm tác động đến xã hội Anh rất là mạnh mẽ. Những cái đợt tăng giá gần đây là đã đẩy đại đa số dân người Anh vào tình trạng nghèo đói, không đủ khả năng trả các hóa đơn tiền điện. Không phải lời của em nhé, em còn phải cố gắng ghi lại xong là dịch. Mà làm gì biết ngoại ngữ mà dịch, vừa Google dịch xong vừa con chuột dịch. Lại không đủ khả năng trả các hóa đơn tiền điện. Đó là thông báo của kênh truyền hình Sky News, tức là bầu trời thông tin đấy, phải không ạ? Đấy. Khi mà cái chi phí nhiên liệu tăng cao, mọi người ngày càng buộc phải lựa chọn giữa sưởi ấm trong nhà và cái ăn cho gia đình. Cái phóng sự này nó nhấn mạnh là như thế. Khi mà chi phí nhiên liệu tăng cao, mọi người ngày càng phải buộc phải lựa chọn giữa sưởi ấm trong nhà và cái ăn cho gia đình. Đấy. Và người ta đưa ra những cái nhân vật rất là hay. Đấy, nó cũng kiểu như là đi là phóng sự phỏng vấn các nhân vật bất ngờ bất thường trên đường phố ấy. Đấy. Chẳng hạn là như kiểu như là một người mẹ đơn thân nuôi 3 đứa con kể với các nhà báo rằng thì là mà thế này. Với những cái mức giá mới thì chị này chị ấy khó có thể mua nổi các nhu yếu phẩm. Cả nhà phải đi ngủ sớm để khỏi phải bật lò sưởi. Chúng tôi lên lầu từ lúc 5 giờ và tôi ngồi trên giường chùm chăn mặc áo choàng xem tivi. Như vậy sẽ tiết kiệm được tiền điện và khí đốt. Người phụ nữ này đã thừa nhận với phóng viên như vậy. Còn nhiều cư dân khác khi được hỏi ý kiến thì là người ta cũng rất là khéo. Người ta hỏi những người neo đơn này, người hưu trí này, thì đã chia sẻ với những cái phóng viên nhà báo là phải nói là thế này. Em trung thành với cái lời của phóng viên ấy,
chia sẻ với nhà báo bí quyết tự cứu mình khỏi cái lạnh. Văn của em không hay thế đâu. Ông này không có tiền thanh toán các hóa đơn trong căn hộ của ông luôn luôn lạnh giá. Ông tìm cách sưởi ấm trên các phương tiện giao thông công cộng. Đó là ông ấy chui lên xe buýt để tránh rét ạ. Đấy. Đồng thời không bật đèn vào buổi tối, và quan trọng là tôi phải tiết kiệm thức ăn. Ông ấy nói vậy. Và một cái lời than phiền nghe nó mới lão lòng làm sao. À, đối với tôi, có vẻ là tôi đã uổng phí 40 năm cuộc đời lao lực cho công việc. Khi tôi bắt đầu đi làm vào năm 1954, tôi không thể tưởng tượng được rằng lúc về già sẽ phải sống trong cảnh bần cùng. Đấy, ông lão này tâm sự mà ánh mắt thì đượm buồn, nếu mà không, nếu như không nói là rơm rớm nước mắt. Thế thì cái này nó có liên quan gì với nước Nga không ạ? Có chứ, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố là nước Nga sẽ chuyển các khoản thanh toán cho nguồn cung cấp khí đốt với các quốc gia không thân thiện bằng đồng rúp. Chuyển các khoản này là bằng đồng rúp hết. Và người ta giải thích, người Nga người ta giải thích cho quyết định này là hiện nay là không phù hợp với cái việc thanh toán bằng ngoại tệ. Bởi vì ngoại tệ các anh đóng bằng của tôi hết rồi, thanh toán đâu. Đấy. Và cái sự cứng rắn nhất của người Nga và cái sự chính của người đối với người Anh, và cái sự thù địch của người Anh đối với người Nga nó mạnh mẽ quá, cho nên là người Nga người ta không cần phải duy trì cái đường ống, người ta không phải duy trì cái mức bán cho người Anh nữa, người ta chủ động người ta cắt. Đấy. Vậy thưa các bác, nói chuyện hôm nay cũng đã 20 mấy phút rồi, em xin cảm ơn các bác đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip sau. Trân trọng kính chào.